Liên quan đến việc căn biệt thự tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xây dựng một phần trên diện tích nuôi trồng thủy sản. Mới đây thì Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau thống nhất cho chủ nhân của căn biệt thự được chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 2.000 m2. Trước đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đã ra quyết định buộc ông Tập là chủ căn biệt thự trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phải khắc phục hậu quả, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Các biệt thự tọa lạc tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau trên khu đất hơn 3.500 m2. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện các biệt thự xây không phép trên đất nuôi trồng thủy sản, nên phạt hành chính 22,5 triệu đồng và buộc phải chuyển đổi diện tích 2.260 m2 sang đất ở để căn biệt thự được tồn tại.